Nhiều ngày trôi qua, lại một ngày rất bất chợt có một cơn mưa lớn đến. Và lúc này mưa rất là nhiều, mưa suốt một đêm luôn, thì những hạt giống vẫn chưa được nảy mầm nên sư tiểu vẫn rất là sốt ruột và lo lắng. Giữa đêm cũng chạy đến gặp thầy của mình. Lúc đấy thầy cũng còn đang nhắm mắt và ngồi thiền, và sư tiểu có nói với thầy là bây giờ thì con lo lắng thật sự rồi, vì cơn mưa lớn quá, làm sao những hạt giống có thể phát triển ở đây. Ứng dụng thiền và trí tuệ cổ xưa để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, tự do, thịnh vượng và khỏe mạnh. Nếu thích những chia sẻ của Thiên Dương, các bạn hãy bấm đăng ký kênh Thiền Thiên Dương để nhận được những video chia sẻ, những món quà mới nhất của Thiên Dương. À, trong chủ đề ngày hôm nay, Thiên Dương sẽ tiếp tục giải đáp những cái thắc mắc của mọi người trong thời gian qua. Thì có rất nhiều những câu hỏi khác nhau mà Thiên Dương nhận được, nhưng nó sẽ cùng chung một cái vấn đề mà chúng ta cần giải đáp. Thì trong cái video ngày hôm nay, Thiên Dương sẽ chia sẻ và giải đáp một cái vấn đề, đó là liên quan đến vẫn là chủ đề thả lỏng đầu. Biết là vấn đề rất là quan trọng nhưng khá là khó khăn cho nhiều người, vì hầu hết chúng ta đang thực tập thiền ở nhà và thực tập một mình thì đôi khi nó có những khó khăn mà chúng ta vẫn chưa thể nào mà mình giải đáp được. Thì cái video ngày hôm nay thì Dương sẽ dành để chia sẻ với các bạn thêm những cái cách thức, những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể có cái cách thả lỏng đầu. Thì có một cái nick, đó là cái bác, đó là Hòa Nguyễn Tân, thì bác cũng chia sẻ là bác biết vai trò của đầu rồi nhưng mà cái cách thả lỏng thì bác vẫn chưa thả lỏng được. Hay là chị Thị Mỹ Hạnh Đỗ, chị có thắc mắc đó là chào em, cho chị hỏi chút là khi cần thả lỏng cơ thể không hiểu sao chị lại bị căng thẳng ở trên đỉnh đầu và bị căng cơ vậy. Thì vấn đề ở đây nó vẫn là cái vấn đề chúng ta chưa thả lỏng được, đúng không ạ? Và hầu hết là khi mà bắt đầu bảo thả lỏng thì chúng ta lại càng căng hơn. Và một thời gian thì mình thấy là mình vẫn bị căng đỉnh đầu, thậm chí mình vẫn bị căng cơ thì mình phải thiền. Như vậy thì cái cách thức nó là như thế nào? Trước hết là mình lại phải nhắc lại một chút, đó là chúng ta thật sự là phải hiểu được cái cơ chế của thiền. Cơ chế của thiền ở đây không phải là chúng ta gạt đi suy nghĩ, hay là chúng ta có thể thả lỏng ngay tức khắc, hay là gạt mọi suy nghĩ khi mà chúng ta bắt đầu ngồi thiền. Điều đấy nó chưa thể nào mà có được khi mà chúng ta mới thực tập đâu. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu rằng ấy, toàn bộ cái cơ chế của cơ thể chúng ta sẽ được tâm trí chi phối rất là nhiều. Chi phối rất nhiều. Bởi vậy nên là nếu mà ngay lập tức chúng ta mong muốn có một sự biến đổi rất nhanh, khi mà tâm trí chúng ta chưa thả lỏng ở trong tâm trí của mình rất là khó. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng tôi cần phải thả lỏng được, tôi muốn thả lỏng được, thì cái lúc mà chúng ta nói là tôi muốn, tôi cần phải, cái phải, cái muốn đó cũng là một sự căng cứng rồi. Nó thực sự là một sự căng cứng. Nên là chúng ta cần phải chấp nhận cả cái hiện tượng khi mà chúng ta bắt đầu thực tập nó có hiện tượng căng cứng. Ví dụ như căng cơ, đau hoặc là đầu vẫn bị căng, đấy là một hiện tượng rất rất bình thường. Nếu mà chúng ta vẫn cố tình mình chống lại nó ấy, mình chống lại nó, tức là trong câu hỏi của chúng ta nó đã có một cái hàm ý rằng là tôi muốn vượt qua nó, tôi muốn chống lại nó, tôi muốn chống lại cái sự căng cứng đấy, thì cái thái độ của chúng ta chống lại nó cũng đã là một cái thái độ căng rồi. Chúng ta chưa chấp nhận được nó, chúng ta chưa chấp nhận được cái hiện tượng ban đầu mà chúng ta gặp được đó. Nên cái thái độ đầu tiên là Thiên Dương muốn gọi là một cái lời động viên cho mọi người, đó là giai đoạn đầu nó sẽ xảy ra những hiện tượng như vậy. Đôi khi chúng ta muốn nhưng nó chưa đạt được, thì chúng ta cần có một cái thái độ, đó là chúng ta đón nhận và chấp nhận cái hiện tượng đó nó xảy đến với mình, rằng là mình bị căng, rằng là mình chưa thả được, đúng không ạ? Vì mỗi người nó sẽ xuất hiện những khó khăn khác nhau. Đối với chúng ta thì nó bị căng nên có một ai đó thậm chí họ bị đau, và có một ai đó thì họ bị phân tán tâm trí chẳng hạn. Đó đều là những khó khăn rất bình thường khi chúng ta mới thực hành thiền. Và thái độ của chúng ta đó là chúng ta đón nhận, chấp nhận. Đầu tiên chúng ta đón nhận, chấp nhận và hiểu rằng mọi cái nó không thể ngay và luôn được. Rồi sau khi cái thái độ mà chúng ta đón nhận, chấp nhận được nó, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sống bao nhiêu năm cuộc đời rồi, chúng ta tạo lập cho chính mình rất nhiều những cái định kiến hay những cái thói quen cũ. Cái thói quen cũ là chúng ta thường xuyên muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả kiểm soát các cảm giác trên thân thể của mình. Tức là nếu mà chúng ta chưa thả lỏng được thì chúng ta lại càng có cái xu thế là muốn kiểm soát nó. Tôi muốn, tôi phải được thả lỏng cơ, tôi muốn điều đấy cơ. Nhưng cái liệu rằng chúng ta muốn như vậy trên thân thể của mình, chúng ta có thể có được nó luôn hay không? Bởi vì cái lý trí của mình thôi, cái tâm trí của mình thôi, mình muốn thôi.
Và càng muốn thì càng thể hiện một cái thái độ gì ạ? Chúng ta kỳ vọng, chúng ta tham cầu, chúng ta muốn kiểm soát mọi cái trên chính cái thân thể của mình rất là khó để chúng ta đi vào được thực hành thiền. Vậy thì một cái gọi là chìa khóa rất là đơn giản trong quá trình mà chúng ta đang bị cái hiện tượng đó là chúng ta thả lỏng, chúng ta kệ nó đi, kể cả nó căng, nó khó chịu, kệ nó, kệ nó một thời gian và cũng đừng đấu tranh với nó, đừng mong cầu với nó nữa, có thể quên nó đi cũng được. Và khi mà mình cứ bị căng cứng một vài ngày, có thể mình dừng thiền một vài ngày cũng được, miễn là trong vài ngày đó chúng ta thoải mái, chúng ta hoan hỉ, chúng ta không cố nữa. Vì nếu cứ ngồi mà chúng ta lại đau, cứ ngồi chúng ta lại căng thì chúng ta lại đấu tranh trong chính tâm trí của mình, và cứ đấu tranh như vậy thì cái quá trình đấy nó lại càng diễn ra rất là lâu. Nên nếu mà chúng ta cảm thấy bị căng, bị cố, bị đau, bị muốn kiểm soát mà không có được thì chúng ta dừng nó lại, chúng ta có thể tạm thả lỏng một thời gian, chúng ta ra thiên nhiên, chúng ta vui vẻ, chúng ta gặp bạn bè vui vẻ, đấy cũng là một trạng thái thiền. Miễn là chúng ta có sự thư giãn, thả lỏng thì đó cũng là một trạng thái thiền rồi. Nên đầu tiên chúng ta cần phải thái độ đón nhận tất cả những điều gì nó đang diễn ra với mình trong thời gian mới tập thiền, bao gồm cái hiện tượng căng cứng và khó thả lỏng, kệ nó diễn ra. Và cũng nhân tiện cái vấn đề của mọi người đó là chúng ta đang chưa thả lỏng một cách dễ dàng á, thì Hiên Dương sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện rằng là mọi thứ nó đến là một cái sự sắp đặt rồi, nó là một cái duyên. Cái việc chúng ta bị căng cũng là một cái duyên gì đó nó đến trong cuộc sống của mình, một cái nhân duyên nào đấy thôi, kệ nó. Nếu chúng ta đón nhận được nó thì nó sẽ hết. Nên tiện cái câu chuyện này thì Hiên Dương cũng sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà Hiên Dương từng nghe. Và cái câu chuyện đấy nó có tên là trồng cỏ. Và cái thông điệp lớn nhất của nó cũng là thông điệp tùy duyên. Mọi thứ nó đến rồi nó sẽ đi, nó khó lúc này nó sẽ là dễ lúc khác. Nếu chúng ta đón nhận được thì nó rất là vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta đạt được hiệu quả. Thì câu chuyện đó nó có liên quan đến một cái cậu bé Sư Tiểu. Thì Sư Tiểu nhìn giữa một cái mùa hè nóng gắt này, Sư Tiểu nhìn ra sân vườn thì thấy rằng là có những đám cỏ nó đã bị khô héo rồi, và tỏ ra rất là lo lắng bởi vì cả một khu vườn đang đẹp mà lại có một đám cỏ khô héo, rất lo lắng và muốn trồng lại cỏ. Mới nói với sư thầy của mình rằng là: "Ôi thầy ơi, có một đám cỏ bị héo rồi, con muốn trồng lại cỏ luôn để cho cái khu vườn nó được đẹp." Thì thầy mới nói rằng là mùa hè nó rất là nóng gắt, chúng ta không nên gieo hạt vào mùa hè bởi vì nó sẽ chết, chúng ta hãy đợi sang mùa thu và tùy duyên đi con ạ, hãy tùy duyên. Và cái sư tiểu này cũng đã lắng nghe thầy của mình. Và đến mùa thu thì thầy đã đưa cho sư tiểu một bao hạt giống, và họ đã đi gieo trồng trên cái khu vườn. Và khi gieo trồng thì ngay sau đấy thì thấy có rất nhiều hạt cỏ đã bị bay đi, những hạt cỏ nó bay đi mất. Và sư tiểu lại tỏ ra rất lo lắng, nói rằng: "Thầy ơi, bây giờ bị bay đi rất là nhiều những cái hạt giống rồi thì làm sao cái khu vườn nó đẹp được?" Thì thầy có nói rằng: "Nó bay đi thì là những cái hạt thường, những sự trống rỗng bên trong thôi, không có gì để mà tiếc rẻ cả, con không cần phải lo lắng cái điều đấy, hãy thuận duyên đi, thuận duyên đi." Và sư tiểu lại được an ủi, thấy cũng thầy nói đúng không ạ. Và sư tiểu lại ngày qua tháng như thế quan sát cái khu vườn của mình, và một ngày đập trời thì lại thấy những cái con gà nó ra, nó bới hết những cái hạt giống mà sư tiểu đã gieo trồng, và lại tỏ ra rất lo lắng rằng là nếu gà mà nó cứ bới hạt như thế thì làm sao cái khu vườn của tôi nó đẹp được. Và lại lo lắng và nói với sư thầy của mình là: "Ôi, gà nó đang bới hết những cái hạt giống đi rồi." Thì thầy nói rằng là: "Con cũng không cần phải lo lắng đâu, mọi cái hãy tùy duyên, hãy tùy duyên." Và nhiều ngày trôi qua, lại một ngày rất bất chợt có một cơn mưa lớn đến. Và lúc này mưa rất là nhiều, mưa suốt một đêm luôn, thì những hạt giống vẫn chưa được nảy mầm, nên sư tiểu vẫn rất là sốt ruột và lo lắng. Giữa đêm cũng chạy đến gặp thầy của mình, lúc đấy thầy cũng còn đang nhắm mắt và ngồi thiền. Và sư tiểu có nói với thầy là: "Bây giờ thì con lo lắng thật sự rồi, vì cơn mưa lớn quá, làm sao những hạt giống có thể phát triển ở đây?" Thì thầy nói rằng là: "Con cứ thuận duyên, mọi thứ chỉ cần thuận duyên thôi." Và khoảng 15 ngày sau, thì bỗng dưng sư tiểu cảm thấy rất là thảng thốt khi bước ra cái khu vườn đó và nhìn thấy cả một khu vườn luôn xanh mướt. Những vị trí mà trước đây sư tiểu lo lắng rằng là nó bị trống rỗng, nó không có hạt giống, nó cũng đã mọc những hạt giống và nó rất là đều luôn. Cả khu vườn đều xanh mướt, màu xanh luôn. Và cái niềm vui nó vỡ hòa ra. Sư tiểu chạy rất nhanh đến gặp thầy của mình và nói rằng: "Ôi trời ơi, con vui quá, cả một khu vườn đang xanh mướt,
không chưa bao giờ có thể tưởng tượng được cái khu vườn mà chúng ta đã gieo trồng những hạt giống nó lại đẹp như thế. Thì sư thầy chỉ nói một câu đó là con hãy hòa niềm vui này với niềm vui của nhiều người, và câu chuyện đó kết thúc. Và Như Dương muốn nhắn gửi điều gì qua những cái câu chuyện như thế này? Như Dương muốn nói rằng mọi thứ nó đến là nó phải đến. Mọi thứ nó đến với mình nó là một cái duyên. Cái việc mà mình chưa thả lỏng được nó cũng là một cái duyên gì đó. Nó như một con gà, như một cơn mưa, như những hạt giống nó bay đi thôi. Nhưng nó không hoàn toàn xấu. Đó. Cái cách mà chúng ta đang nhìn tiêu cực là chúng ta chưa làm được. Tôi chưa thiền được, tôi chưa thả lỏng được. Đó là do chúng ta đang nghĩ về nó một cách tiêu cực thôi. Còn nếu chúng ta cũng thuận duyên theo nó, đón nhận nó, chấp nhận nó, thì một thời gian tự dưng một ngày đẹp trời mình cũng thấy rằng là cái khu vườn nội tâm của mình nó được vun đắp, và tự dưng một ngày đẹp trời mình thấy mình cũng bắt đầu biết thiền rồi. Nên chúng ta không cần căng, cần gồng, cần cố, không cần kiểm soát mọi thứ nó đang đến với mình, kệ nó, hãy xuôi theo dòng. Bởi vì khi chúng ta xuôi theo dòng thì sóng thủy triều sẽ đưa chúng ta về một cái bờ hạnh phúc. Và Như Dương không có điều gì mong muốn hơn là chúng ta cứ thuận duyên, chúng ta đi, chúng ta không cần quá lo lắng về ngày mai, lo lắng về những cái điều mà đã diễn ra trong quá khứ, chỉ cần chúng ta trọn vẹn cái phút giây này. Và một lần nữa thì rất biết ơn những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà các bạn đã gửi đến trên kênh của Như Dương, để Như Dương có thể chia sẻ nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng trên hành trình cho đi. Và Như Dương cũng khuyến khích các bạn hãy tiếp tục bình luận và để lại những câu hỏi đó dưới những video của Như Dương. Như Dương được cho đi nhiều hơn, và với mỗi một câu hỏi cũng chính là một cái hạt giống, đúng không ạ? Chúng ta gieo trồng, chúng ta có nhiều người được lắng nghe, đúng không ạ? Lắng nghe cái vấn đề đấy thì nghĩa là chúng ta đang giúp được rất nhiều người, và khi giúp thì chúng ta luôn được nhận. Đó là một cái thông điệp rất lớn của vũ trụ. Và một lần nữa thì biết ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ Hiên Dương. Nếu yêu thích Hiên Dương thì hãy đăng ký kênh Thiền Hiên Dương, nhấn nút mở chuông để nhận được những video chia sẻ mới nhất của Hiên Dương, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.